Xin chào anh chị. Hôm nay xin giới thiệu với anh chị một cây đàn của nghệ nhân Yukino Buchai đến từ Nhật Bản. Cây đàn này là Yukino Buchai NB10H. Cây này là full solid. Ở trong cái tem đàn của nó là Nibori Guitar và ở dưới là Yukino Buchai. Sản xuất năm 1982 tại Tokyo, Nhật Bản. Nibori Guitar là một trường nhạc cụ rất là lớn ở Nhật Bản, nên là trường nhạc cụ đó đặt hàng của nghệ nhân Yukino Buchai để làm ra cái đàn này. Là cái đàn này là đàn của nghệ nhân Yukino Buchai. Mã 10 NB10H này là ở nó là được full solid đó. Giá thị trường ở những trang web nước ngoài nó cũng khoảng trên dưới 1.000 đô, cũng xấp xỉ 1.000 đô đó. Những cái đàn cũ nha, thì cái đàn này tình trạng nó rất là đẹp. Cái đàn này của em thì nó rất là đẹp, nó zin nguyên bản hết, ngoại hình còn rất là đẹp luôn. Cấu hình là top solid screw, lưng hông là cảm ứng solid luôn, solid cảm ứng, solid rosewood. Tình trạng đàn zin nguyên bản, khóa vàng hoa hồng rất là đẹp. Bộ khóa này được làm rất là tỉ mỉ. Những bộ khóa này chắc là những bộ khóa dập tay chứ không phải làm máy đâu, khóa dập tay làm thủ công. Âm thanh của cây đàn này thì rất là hay. Giá của cây đàn này là 12 triệu 500, tặng kèm hộp cứng cho anh chị. Anh chị có quan tâm thì liên hệ em ha. Và sau đây em mời anh chị nghe một phần âm thanh nhỏ về nó nha. Rất là sâu, âm bass rất là dày. Một cái đàn quá đẹp mà full solid nữa, giá của nó thì chỉ có 12,5 triệu thôi. Em có xem ở trên những cái trang web nước ngoài thì giá nó cao lắm, thường thì toàn là 19 20 triệu. Đó là đàn ở nước ngoài đó, cũng giống y chang cái này luôn, 1982, nhưng mà giá thì cũng khoảng 19 20 đó. Còn về tới đây thì bao nhiêu không biết. Còn cái đàn này thì em mua được với giá rẻ thì em để là giá rẻ thôi. Anh chị có quan tâm cái đàn này thì liên hệ cho em nhé. À, đến xem trực tiếp tại cửa hàng của em ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Ở trong phần mô tả có ghi địa chỉ cụ thể đó. Anh chị kết bạn Zalo với em, trao đổi trực tiếp với em. Em ship tận nơi toàn quốc cho anh chị luôn nha. Đàn riêng nguyên bản rất là chuẩn. Rồi xin chào, xin cảm ơn anh chị.